Thưa quý vị, gói bảo hiểm 20 tỷ đồng sẽ được mua cho các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine Nanocovax. Đây là thông tin được đại diện công ty Nanogen cho biết. Theo đó, các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine sẽ được mua bảo hiểm để phòng rủi ro. Công ty Nanogen cho biết cũng lên kế hoạch bồi thường cho tình nguyện viên thử nghiệm nếu như bảo hiểm không chi trả cho các sự cố. Trong khi đó, Học viện Quân y cho biết đã chuẩn bị để xử lý các sự cố như là bố trí giường cho các tình nguyện viên, nhân sự và theo dõi hồi sức cấp cứu. Những tình nguyện viên sau khi tiêm vaccine thử nghiệm sẽ ở lại học viện theo dõi trong vòng 72 giờ, sau đó được về nhà tiếp tục theo dõi. Các đơn vị được giao nghiên cứu thử nghiệm cho biết vấn đề an toàn được đặt lên hàng đầu trước khi bước vào thử nghiệm giai đoạn 1. Hiện giai đoạn 1 của quá trình thử nghiệm vaccine đã bắt đầu với việc tuyển tình nguyện viên. Vaccine COVID-19 của Việt Nam sẽ tiêm mũi đầu tiên thử nghiệm vào ngày 17 tháng 12 tới.